Quý vị khán giả đã quay trở lại với Chuyện Chưa Kể. Chúng ta luôn rất đúng hẹn cùng với nhau vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh Toya Channel. Và quý vị khán giả thân mến, mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần và chúng ta lại được lắng nghe câu chuyện từ một nhân vật khác nhau. Những câu chuyện ở Chuyện Chưa Kể có thể đến từ rất nhiều khía cạnh, rất nhiều những cái góc khuất của cuộc đời. Có khi đó là sự trăn trở về giới tính, về một cái lời dây dứt nào đấy mà mình chưa kịp nói cho một ai nghe. Hoặc nó có thể là một cái sự bối rối mà đôi khi người trong cuộc tìm đến với chương trình không chỉ đơn thuần là việc mà được ngồi đây bày biện câu chuyện của mình ra cho mọi người, mà còn là việc muốn đi tìm một lời khuyên, hoặc là muốn được lắng nghe để có thể hiểu rằng là quyết định của mình nó nên như thế nào ở từng cái góc độ của từng người, để họ có thể biết rằng cái giải pháp cuối cùng mà họ chọn nó sẽ là giải pháp tốt nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi chào đón đến với Chuyện Chưa Kể một nhân vật mình nghĩ là khá quen với mọi người, bởi vì bạn ấy là một cô gái diễn xuất với những cái khả năng diễn xuất cũng rất là tốt, và đã ghi dấu nhất định trong lòng của khán giả. Tuy nhiên thì mình với cô ấy gắn bó với nhau ở một cái talk show khác mà mình tin là mọi người cũng đã từng xem, một câu chuyện đến từ Chat Với Mẹ Bỉm Sữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì không phải là vấn đề về bỉm sữa, ngày hôm nay cũng không phải là câu chuyện về nghiệp diễn của bạn ấy như thế nào, nó lại là một cái sự trăn trở khác khi mà vang lên cái sự băn khoăn trong lòng của bạn đó hiện nay, là một cái dấu chấm hỏi về cái việc mình có can đảm để rời đi. Thế thì bạn ấy đang cần rời đi khỏi điều gì, và vì sao để rời ra khỏi điều đó người ta phải có lòng can đảm? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp xúc với nhân vật chính của tuần này, diễn viên Minh Trang. Dạ, em chào chị Tô Nha. Xin chào tất cả cả nhà. Em là Minh Trang ạ. Hiện nay em là diễn viên tự do, và mong rằng là hôm nay em sẽ có một cái cuộc trò chuyện rất là vui, và có thể là chị cho em được nhiều lời khuyên để cho cái cuộc hôn nhân của em nó được có quyết định đúng đắn cho mình. Trang thân mến, sẽ có một điều rất là đặc biệt ở Chuyện Chưa Kể là thông thường các bạn sẽ được trò chuyện dưới một ánh sáng nó tối hơn, và nhân vật đôi khi sẽ quyết định ở hẳn trong bóng tối để chia sẻ câu chuyện của mình. Có nhiều bạn thì sau một thời gian trò chuyện sẽ cảm thấy đủ can đảm để thôi thì mình đối diện với ánh sáng cũng là việc công bằng với chính bản thân. Tuy nhiên với Trang ngày hôm nay lại là một cái câu chuyện mà điều đó nó không cần thiết. Vì sao em cảm thấy rằng mình đang kể một câu chuyện đời tư, nhưng em rất là sẵn lòng với cái việc đó là mình ngồi kể trong một cái ánh sáng đủ đầy như thế này? Dạ, tại vì là hôm nay đến đây để có thể chia sẻ câu chuyện của mình, cũng như là như một lời cảnh tỉnh với tất cả mọi người về câu chuyện của em. Và qua đây em cũng muốn là mong cái lời khuyên của chị Tô Nha đến với em, với tất cả mọi người. Tại vì em tham gia nhiều chương trình, có rất nhiều bạn nhắn tin cho em bảo là em cùng đồng cảnh với chị, em rất là thương chị, rồi là chia sẻ với chị. Em mong là thông qua câu chuyện của em thì em muốn truyền cảm hứng cho tất cả mọi người cũng được, hoặc là cho các bạn lời khuyên như chị Tô Nha hôm nay khuyên em cũng được. Một cái quyết định ngay từ đầu đã rõ ràng rành mạch, cá tính như tính cách của em vậy. Vậy thì câu chuyện ngày hôm nay sẽ là câu chuyện thuộc về mảng nào? Kinh tế, hôn nhân, gia đình, vợ chồng, con cái? Một vấn đề nhức nhối của em vẫn là vấn đề hôn nhân của em. Hôn nhân. Vậy thì bây giờ phải có chồng thì mới bàn chuyện hôn nhân đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ xoáy vào chồng em thôi chị ạ. Rồi, vậy thì chúng ta đã gặp chồng mình như thế nào? Dạ, vợ chồng em thì là cũng là diễn viên. Đó, gặp nhau một tình cờ là khi em diễn ở trong Sài Gòn này thì gặp nhau. Sau đó thì cảm mến nhau, và mối tình này chỉ chốt nhoáng trong mấy tháng thì chúng em đã tiến tới hôn nhân. Mấy tháng là mấy, là 2 tháng hay 9 tháng? 4 tháng. Từ lúc biết cho tới lúc cưới? Dạ, đúng rồi, 4 tháng. Wow, nó cũng là một cái khoảng thời gian chớp nhoáng thật. Nhưng tại sao thời điểm đó mình đồng ý cưới? Phải có lý do chứ. Chị ơi, không hiểu làm sao lúc đấy là em cũng 30 tuổi rồi. Tức là lúc em xác định là kiểu như là không ai thương em, thì lúc nào mọi người cũng kêu là rất là xinh xắn, rất là dễ thương rồi, nhưng mà không ai thương em nha, yêu em nha. Mà mỗi anh ấy kiểu như là anh ấy tấn công trong lúc mình cô đơn, hay là em kiểu như là kệ cô đơn mặc kệ đúng sai ấy chị. Đó là em tiến tới hôn nhân một cách nhanh chóng luôn. Thế mình cảm thấy là mình được yêu thương. Đúng. Là một cái điều mà từ trước giờ mình chưa được cảm nhận. Với cả kiểu lâu rồi mình không yêu ai ấy chị, cho nên là có người quan tâm đến mình nó như một kiểu như là như cái cọc cái cứu em á. Lúc ấy mình đang cô đơn quá, có anh này quan tâm rồi đưa mình đi ăn, rồi nhắn tin cho mình. Ô, cảm thấy lúc ấy vui vẻ, mà lúc yêu sao nó đẹp thế hả chị. Ô, lúc nào bọn em cũng cảm thấy vui vẻ mà chị biết không, bọn em yêu nhau kiểu như là đi ăn nhà sang trọng, lúc nào cũng rất là làm cho em cảm thấy soi cuộc đời mình hạnh phúc thế. Rất là vui vẻ trong vòng 4 tháng chị ạ. Ra thì nó cũng phải lấp lánh thì người ta mới tiến tới. Đúng, vì nó lấp lánh quá chị ạ. Khi đó là hào quang người ta mới đi tới đồ. Đúng không? Vậy thì coi như là cưới thôi. Cưới thôi. Đúng không? Mình cảm thấy là mình được chấp nhận, mình được yêu thương, mình được chăm sóc, mình được quan tâm thì là cưới. Thế thì
Văn Học có cái câu đó là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Thế thì bây giờ đo nè, sau bao lâu cái đám cưới thì mình bắt đầu có vấn đề? Dạ trong vòng 4 tháng là yêu là cưới chị nhá. Rồi. Thì lúc đấy em mang bầu luôn. Mang bầu thì lúc bầu thì em chỉ quan tâm đến việc ăn uống của em thôi. Ở đâu là anh ấy đối xử như nào đấy, tức là cũng có cái sự thờ ơ. Thế nhưng mà mình không quan tâm đến, mình không để ý, mình không để ý và mình cũng không quan tâm, cho nên là thành ra cái việc đấy nó nhẹ đối với mình. Sau khi đó thì đẻ con xong thì tất cả các mâu thuẫn nó xảy đến rất là nhiều luôn. Mà bọn em cãi nhau mỗi ngày chị ạ. Mà chồng em vô tâm vô tính cách khủng khiếp luôn. Coi tất cả trách nhiệm nuôi con, trông con là của mình thôi. Con anh ấy kiểu như là người ngoài ấy, chị biết không? Trong cái thời gian đấy là con em được gần 1 tuổi, em mới bị Covid. Thế là em mới bảo là anh ơi anh đi mua cho em gừng xả để em xông. Thì em đã kiểu cách ly sang một phòng khác rồi, để sợ lây cho con em. Anh ấy mang cho em cái túi gừng xả lên đập vào mặt em, bảo làm đi. Sao em bảo ôi sao anh không kiểu như là thái rồi cho vào trong nồi đun hộ em, chứ em làm sao làm được. Cho vào cái bình siêu tốc rồi tự đun lên. Kiểu trong thời Covid em rất là mệt. Em bảo anh ơi mua cái gì em ăn, ăn nhiều thế. Ôi xong lúc kiểu lúc mình tủi thân đấy chị, mình đã rất là mệt mỏi, rất tủi thân. Sao anh kêu là nhiều khi đùa. Em bảo em không đùa anh ạ, anh biết anh câu đấy nó xoáy vào em kinh khủng không? Em đã rất mệt mỏi, em biết 9 ngày Covid mà chồng em chỉ trông con lúc con vui vẻ thôi. Ở đâu ăn em vẫn phải bịt 4 cái khẩu trang, em sợ lây cho con em. Em vẫn phải cho con ăn, vẫn phải tắm cho con. Mà lúc đó chồng em không bao giờ hỏi han em là em đã đỡ chưa. Chưa bao giờ một lời hỏi han, chưa bao giờ hỏi em ăn gì. Mà toàn em phải nhắn tin anh ơi mua cho em, thì anh nói câu sao ăn nhiều thế. Người ta không để tâm vào mình thôi chứ không phải là vô tâm. Người ta không để tâm vào mình thôi chứ không phải là vô tâm. Là người ta không để tâm luôn. Đúng. Bây giờ mình bình tĩnh một xíu nha. Con của mình hiện giờ là bao nhiêu tuổi? Con em bây giờ được 3 tuổi. Con 3 tuổi. Nếu như vậy thì lùi thời gian lại thì đúng cái thời điểm mà em bị Covid được coi như là đỉnh dịch của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Tức là cái tình trạng nguy hiểm nó có. Và điều đó nó làm cho em phải đối diện với rất nhiều nỗi sợ, vì cái sự bảo vệ nó chưa có được nhiều. Là cái cách mà chồng em đối xử, chị không nói là anh đúng nha, nhưng lúc đó nó là cái việc mà người ta không khéo léo, cho nên là người ta quăng cái bịch đồ cho mình. Người ta giống như ảnh nói, ảnh tự bào chữa là nói chơi thôi mà, đùa thôi mà, tại sao ăn nhiều vậy? Hay thực sự có rất nhiều những cái sự việc khác nữa trong quá trình chung sống mà em tự hiểu rằng tất cả những điều đó nó không đơn thuần là sự vô tâm. Bởi vì em biết không, cái này chị vẫn khẳng định là chị không có binh các anh nha, nhưng mà cái này các anh gặp nhiều lắm. Là các anh vẫn hay nghĩ rằng là mình chỉ cần hết lòng vì vợ, vì con theo cái kiểu là mình lo cho gia đình, mình lo kinh tế thôi. Chứ còn cái chuyện mà lãng mạn một chút, nhẹ nhàng một chút, rồi tỉ mỉ chi ly một chút, thực ra chuyện đó không quan trọng thôi, các bà tự làm đi, các bà hay đòi hỏi quá. Có nghĩa là các anh hay nói vậy, dĩ nhiên là các anh không đúng á. Nhưng chồng em là thuộc cái nhóm đấy, hay là thực sự có rất nhiều việc diễn ra để mình tin rằng mình không được tính đến một cách trân trọng trong cuộc đời của anh? Em còn rất là nhớ luôn, là có lần là em chửa như thế, em chửa to đến mức độ như thế chị. Thì em cứ bị dọa là đẻ trước, sinh non. Thì có một lần em rất là đau bụng, em mới bảo anh ấy là anh ơi đưa em đi đẻ đi, em có kiểu triệu chứng nó khó chịu, đưa đẻ đi. Lúc đấy gì em chưa vào, tại vì chưa đến cái tháng sinh của em. Thì anh ấy mới dắt cho em cái xe ra ngoài cửa, xong bảo là đi đẻ một mình đi. Mà chị biết em to đến mức độ em 80 mấy cân như thế nhá. Cái chị hàng xóm bảo em là ô Trang ơi chuẩn bị đi đâu đấy, dạ đi xe máy. Em mới nói là em đẻ, đi đẻ. Chị bảo là con chị vừa bệnh viện ra cho nên là chị không đi cùng em được, có gì nhắn cho chị. Thế lúc đấy em không nghĩ gì đâu, nhưng mà vì cái câu nói của chị em vừa đi đường vừa khóc. Em vẫn đi. Em vẫn đi, tại vì là em ở đấy nó khó chịu mọi người. Thế lúc đó nó nhà anh làm gì thế? Anh ấy bảo trong hàng nét, mà trong hàng nét chỉ có mấy người thôi. Cái quan trọng không phải là người đấy người ta vô tâm đâu, người ta không thương em. Cái cảnh tượng này kinh khủng lắm chị ạ. Xong thì biết đâu em đo huyết áp này nọ, rồi em đo cơn gò này nọ, thì mất hơn 1 triệu. Về anh bảo là sao nhiều tiền thế. Mà chồng em nhá, có 5 triệu trong túi, sẵn sàng mời bạn bè đi ăn uống hết 5 triệu đấy, nhưng không bao giờ cho em được 1 triệu. Có nghĩa là anh ấy có thể thoải mái ngoài đường, nhưng đối với em anh ấy tính toán từng nghìn một. Anh có lý giải về cái sự keo kiệt bụng xỉn đó của anh không? Em đã nói rất nhiều. Anh cứ nói em là mày là một con người kiểu như là tham tiền. Em ấy nói là nếu mà em tham tiền thì bây giờ em đã có một số vốn cho em rồi. Từ khi em lấy anh đến bây giờ, đến cái máy bay em muốn đi về Hà Nội em còn cũng không có khả năng chi trả. Anh lấy cái tư cách gì mà anh nói tôi lại tôi tham tiền của anh? Đúng không chị? Một người đàn ông mà người ta chỉ
sợ là mình lấy tiền của người ta thôi. Còn người ta sẵn sàng lấy mấy triệu đấy để khao bạn bè ngoài kia. Chị biết không, con em ốm, anh ấy sẵn sàng có 3 triệu, anh ấy sẵn sàng cho bạn anh ấy bay vào đây, mất 3 triệu thì mới bay, không cho con 3 triệu đấy để mua thuốc. Chị hỏi thật nha, cái lúc mà mình đã phải tự một mình dẫn xe máy đi xin, mình về nhà mình được nghe một câu là tại sao tốn kém nhiều vậy, nhưng mà mình không hề có một cái sự thụ hưởng vật chất nào hết. Tại thời điểm đó em có nghĩ là em sẽ rời bỏ người đàn ông này không? Không hiểu sao lúc đấy thì kiểu như là cái mối chồng nó mà không quan trọng đối với em ấy chị ạ. Kiểu như em không quan tâm đến anh ý luôn ấy, em chỉ lo cho con em thôi ấy. Vậy tại sao mình không rời khỏi luôn đi nếu như mình coi như anh không quan trọng? Điều gì đã khiến cho em phải ở trong cái tình thế là tiếp tục chung sống với một cái người gần như là máu lạnh như vậy? Em cũng cảm thấy nhiều khi em thấy sợ mình, tại sao mình lại chịu đựng một người giỏi như thế. Chị có biết không, những cuộc cãi vã của em ấy nó vẫn chưa dừng lại ở mức là cãi vã với nhau đâu. Anh ấy toàn dùng bạo lực để có thể nói chuyện với em. Lần đầu tiên mà mình bị động tay động chân đó là sau bao lâu khi cưới? Đó là lúc mà em gần cũng gần đẻ cho chị. Thế là bọn ngay em... trong lúc em có bầu. Đúng rồi, lúc chửa to như thế, lúc gần đẻ luôn. Thế bọn em mới muốn nói chuyện với nhau là kiểu tương lai sẽ như thế nào. Thì em mới quyết định, em mới bảo là em muốn đưa cái con em mới sinh ra ngoài Bắc để có thể kiểu nhà em có thể trông. Nhưng mà anh không đồng ý điều đấy và anh tát cho em một cái. Vì sao anh không đồng ý? Kiểu anh ấy bảo là kiểu ngoài kia không đủ vật chất từ này nọ bằng trong này rồi. Thế ở đây anh có lo vật chất cho con không? Đó, không lo vật chất mà chỉ có bà nội lo thôi. Có nghĩa là có bà nội. Nhưng mà cái chính ở đây là chị hiểu vấn đề không? Có nghĩa là anh ấy giải quyết tất cả mọi vấn đề bằng bạo lực. Mà em thề với chị, em cứ nhắc đến bạo lực là em rất bị kiểu gọi là nó bị ức chế trong người. Tại vì ngày xưa em cũng sống trong một gia đình bạo lực. Mà em chỉ mong lúc đấy là em ước gì mẹ em bỏ bố em. Tại vì mẹ em cũng vì là u uất quá ấy chị, xong bị ung thư là vì bạo lực. Em đã bị tâm lý rất từ nhỏ từ việc bạo lực. Đến bây giờ em cũng bị một cái tát đấy chị ơi, có nghĩa là mình không phản ứng lại, mình không có cái sự như là quyết liệt. Thành ra những câu chuyện tiếp theo cãi vã đều dùng bạo lực đối với em. Chị biết không, có lần nhá, em bị đánh sưng mắt sưng người lên. Em có phản kháng được không? Ví dụ có má trong em ở nhà thì má trong em sẽ bênh em để em có thể tự vệ. Còn nếu mà em hỏi chị, một người 88 cân như thế còn với em thì làm sao? Kiểu sức đàn ông mình không thể, kiểu mình cố nhưng mà không thể nào chị ạ. Mà chị biết không, em trầm cảm đến mức độ mà em thường xuyên để con dao ở trong phòng để em có thể bảo vệ mình. Mọi người không tin đâu, nhưng em đã từng nói với chồng em là em hận anh, em đã từng muốn giết anh 5 lần mà. Em bắt đầu để dao ở trong phòng của mình từ khi nào? Từ khi mà mấy lần anh đánh em xong á, mà em không thể nào mà em phản kháng lại được. Có nghĩa là mình đã có con rồi đó. Mình đã sinh con ra rồi. Đúng rồi chị, mà chị bảo anh ấy đánh mọi lúc mọi nơi luôn. Cho nên thành ra nhá, em cứ phải chạy vào bếp với chị để lấy một cái gì đấy bảo vệ mình. Nếu mình không làm như thế thì người ta sẽ xông vào đánh mình tiếp. Bây giờ em là như một con ác quỷ rồi chị ạ. Kiểu mọi người xung quanh hàng xóm cứ bảo em là láo rồi, dữ quá. Nhưng mà chị ơi, nếu em không làm như thế thì bản thân em nó bị tổn thương trước. Nó tổn thương về mặt tinh thần thì đã đành rồi, về kiểu như là về vóc dáng cũng như chị biết không, đánh em kiểu như là như cơn tức giận của người ta ấy. Thế là em không giải tỏa được với chị. Có nghĩa là em chỉ nhìn vào con em, chị biết không, tại vì là mình thiếu tình thương từ nhỏ, cho nên là mình muốn bù đắp cho con mình. Con em nó cũng kiểu như là yêu bố chị. Con em thì rất yêu bố cơ chị ạ. Thế thành ra mọi người cũng bảo em là chị là phải ở đấy, chị đi đi. Em đã xách vali rất nhiều lần và em đã từng ôm con em đi nhá. Thì anh ấy kéo em lại, giật con em, mà lúc con em chưa được 1 tuổi, bế lên phòng. Em chạy lên phường công an để mong người ta giúp đỡ em. Nhưng mà người ta chỉ nói là đây là việc gia đình, người ta chỉ có thể gọi là cho lời khuyên thôi, chứ người ta không thể làm gì được. Mà chị biết không, anh ấy cứ nói thẳng ven là như thế này này: em có thấy em lên phường em được cái gì không? Em được cái gì không? Hả? Hay là em vẫn phải về nhà để nghe anh nói chuyện? Thì lúc đấy em thấy là không ai bảo vệ được mình rồi, ngoài bản thân mình. Em phải xù như con nhím để bảo vệ mình. Nếu không làm như thế thì mình bị đánh suốt ngày đâu chị ạ. Có nhiều cái chị biết không, trong thời gian mang thai em thấy anh để em chết đói luôn. Thế anh bảo nếu anh không kìm em như thế thì em còn lên bao nhiêu cân nữa. Anh ấy bảo chữa bằng những cái mà em không thể tưởng tượng được đâu ấy. Mình từ là một cái người rất là có tư cách, mình được bào chữa một hồi, mình được nói một hồi thì mình trở thành tội đồ. Cái giỏi của anh ấy là nói chuyện một lúc mà mình thành sai, không phải đúng nữa rồi. Mà chị biết không, em đã nói rồi, dù như thế nào đấy không bao giờ được đánh em trước mặt con em. Để nói như một cái tâm lý đối với con em là em không muốn. Tại vì ngày xưa em đã từng bị rồi. Nhưng mà anh ấy lúc mà cáu lên thì thôi, mà em bị ám ảnh trong đầu như chị. Nên thành ra nhá, những cuộc cãi vã tiếp theo thì em không ngồi yên nữa.
em không ngồi yên bằng cách như nào. Có nghĩa là anh ấy nói em gì em sẽ nói lại, anh ấy đánh em gì em sẽ bằng tất cả những cái gì em có em lôi được để em phản kháng lại. Nên thành ra cái cuộc hôn nhân của em nó cứ bị trói buộc mà em không thể nào em rút ra được chị ạ. Gia tăng hơn nữa rất nhiều câu khác thì cái câu mà đến mức mà mình nghĩ lại là mình cảm thấy mình rụng rời, mình cảm thấy mình không đủ tư cách, mình rất tệ hại. Anh nói em chứ? Cái câu gì? Khi mà ở với anh ấy lúc nào mà chứ eo sao xấu sao béo đấy, sao kinh ấy. Là cũng trong nhiều khi em ấy tưởng anh ấy trêu thôi nha. Nhưng mà một lần em đi đám cưới em trang điểm rất là xinh đẹp, em ấy hỏi anh ấy là anh ấy xinh không, ở trông kinh lắm. Em nói một câu là trong mắt kẻ si tình ý thì người mình yêu bao giờ cũng đẹp nhất, nhưng trong mắt anh lúc nào em cũng là xấu xí nhất. Có nghĩa là anh không bao giờ thương em hết, hoặc anh chưa chọn đúng người. Thế sao anh không giải thoát cho em đi? Lúc đấy thì kiểu như là cái cơn tức của mình nó lên đấy chị. Cái chuyện rất đơn giản thôi nhưng mà vợ chúng em cũng làm quá lên. Tại vì là nó bị rất là nhiều nguyên nhân. Nhiều khi nhá, nhà em có người bị ốm, em muốn bay ra Hà Nội ngay lập tức để có thể xem. Tại vì là bây giờ em chỉ còn bố em với cả em trai của em thôi. Kiểu người nhà em có vấn đề gì đấy thì ngay lập tức em muốn bay về để xem người nhà mình thế nào. Thì anh ấy nói với em một câu là từ từ làm gì, nhưng mà như cháy nhà như thế. Em mới tức lên, em mới nói là tại vì trong cuộc sống của em ấy, người thương em nhất là bố em và em trai của em chứ không phải anh. Đây là một buổi casting với Bảo Nguyên Hò ha, thì có gì để coi nghe được cái cách mà chị thể hiện trên sân khấu như thế nào. Bây giờ mọi thứ là mình sẽ tự chủ động chia sẻ hết thôi chị ha. Chị giới thiệu giúp em về họ tên tuổi quê quán nghề nghiệp của mình với. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, em sinh ngày 5 tháng 1 năm 1998. Em quê em ở Hậu Giang, đang làm việc. Em đang làm chuyên viên marketing trong một bệnh viện. Chuyên viên marketing hả bạn? Dạ. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện quốc tế Phương Châu ở Sóc Trăng ạ. Chi nhánh ở Sóc Trăng rồi. Hiện tại là chị đang làm việc ở Sóc Trăng luôn đúng không? Dạ. Mình có tài lẻ nào không bạn? Tài lẻ hả? Em chỉ biết làm đồ handmade thôi. Làm đồ handmade. Mình có hát ca gì được không? Hả? Em hát dở. Hát dở hả? Rồi ok. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em là em có mục tiêu rõ ràng, em biết em làm cái gì tiếp theo. Rồi em chăm chỉ. Nếu của em thì em hay quên. Còn điểm yếu của mình là gì? Nhớ không được tốt. Nấu ăn cũng không ngon. Alo. Có nghe rõ không ạ? Tại nãy mẹ mới lắc. Nãy nói điểm yếu mình là gì á? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên. Hay quên rồi còn gì nữa không? Nấu ăn ngon không? Không, nhưng mà em biết nấu. Nấu ăn không ngon rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình nhưng mà kéo dài. Em bật cái em ngồi gần cái camera xíu được không, tại vì nó bị chữ có chữ không á. Do hay là do cái mạng á ta. Vậy để em bật 4G thử. Tín hiệu mạng của em nó bị chập chờn lắm, lúc nói được lúc nói không được á. Dạ anh chị có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ rồi anh nha. Em nói chuyện này nhé. Trải qua một mối tình rồi sao nữa nè? Dạ cũng không có lâu lắm, chỉ có một tháng thôi. Nó gọi là mối tình chưa? Dạ cũng quen. Quen được một tháng đúng không? Rồi còn sau mối tình một tháng em còn quen ai nữa không? Không. Lý do gì trời, thấy cũng ok mà. Lý do tại sao không quen? Làm việc của em là em học đại học thì em học ngành cũng toàn nữ không, mà em cũng không có đi đâu chơi, thì em ít đi ra ngoài lắm. Rồi khi mà em làm việc của môi trường của em cũng nữ nữa,
nên là cũng khó kiếm được mối quan hệ khác. Toàn nữ không ha? Rồi ý là cho chị biết về bạn ấy, cái bạn mà mối tình 1 tháng của em á, là bạn thời học sinh hay là trong ở đâu em quen ở đâu? Em lúc đó là em đang là năm 2 nhưng mà yêu xa á chị, là tại vì lúc đó là em ở Cần Thơ còn anh đó đem cho ảnh kiếm người khác gần hơn để chăm sóc ảnh, còn em thì ở Cần Thơ rồi biết nhau là qua qua bạn. Biết nhau qua bạn thôi hả? Rồi mình có nắm tay rồi hôn gì chưa? Có nắm tay nhưng mà chưa có Trời đất ơi. chị yêu xa mà chị. Có nắm tay chưa hôn. Là chưa bao giờ hôn bạn nam nào hết. Đúng Ok, vậy bây giờ đến với chương trình nè. À, em mong muốn bạn trai một mẫu bạn trai mình như thế nào? có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp ổn định của em là như thế này, ví dụ cho chị một cái mức lương được không? Là thể có tiền chăm sóc cho ba mẹ, cũng có thể đưa em đi ăn, đưa em đi chơi rồi là được rồi. Đi ăn đi chơi mà em ăn chơi, ý là tại tùy cái mức độ người ta ăn chơi, ví dụ như là em đòi đi Cần Giờ hay là muốn đi resort 5 sao, ý là cái mức lương em mong muốn là như thế nào, 10 triệu hay 15 triệu để mà đủ 5 triệu đi. 5 triệu hả? Dạ. 5 triệu 15 triệu. à, 15 triệu rồi. Ok rồi, quê quán nè, em mong muốn bạn trai quê quán ở đâu nè? Cần Thơ hoặc là Sóc Trăng. Tuổi tác Hơn tuổi em nhưng mà được sinh năm 1994. kỳ thị hả? Sao vậy em? Sao vậy? Không hợp phong thủy đúng không? Em mạng thủy thì 94 mạng quả đúng không? Rồi bà mê tín của bà ơi. Trời. Nhưng em không mê tín lắm nhưng mà gia đình em mê tín. À, vậy hả? Bây giờ nè, em cho chị cái con số nhất định, ví dụ như bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em, cho đến ví dụ như là từ 21 tuổi cho đến 30 tuổi chẳng hạn, em mong muốn cỡ khoảng bao nhiêu đó chị biết chị kiếm? Dạ, trên 26 tuổi. Đừng nhỏ hơn em. Trên 26 tuổi. Rồi. Rồi một ngoại hình như thế nào? Thì em mong muốn 1m7. Cao trên 1m7. Em cao mét nhiêu mà em đòi dữ vậy? Em cao 1m55. Trời ơi gì vậy bà? Ủa thì 55 kiếm 1m63 là được rồi. em muốn 1m7 tại vì em muốn con của em sinh nó cũng cao, nó không lùn như em. Cho nó uống sữa. Rồi thân hình body 6 múi hoặc là bụng mỡ, mặt mập tròn tròn. Đừng có ốm là được, em không thích ốm. Không thích ốm. Mập được không? Mập được không? Dạ, cũng được. 98 kg được đúng không? Đừng mà. Đó rồi hỏi nữa. Rồi ok. Còn mong muốn với bạn trai nữa không nè? Em cũng biết. Đã, ví dụ như bạn bạn không được. Rồi ok. Đây là một buổi casting ha. Thì có gì là sẽ, nếu nếu em được chọn vô vòng trong thì em sẽ được một bạn biên tập làm việc với em sâu hơn về vấn đề này ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Dạ chào chị nhá. Chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình, những cái điểm mạnh điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Và em sinh năm 1985 ạ.
Vâng. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Rồi. Chị Hải làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân đây anh ạ. Dạ, mà công nhân là mình làm trong mảng gì hả chị? À, em làm bên nồi thất, á, ghế sofa với lại may rèm nữa. May rèm dạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình là bao nhiêu? Trung bình mỗi ngày thì được 8, 9 triệu. Rồi. À, chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thấy chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, cái điểm yếu à? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy. Không có với lại cái cam chiều cũng hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là chị với anh đến với nhau từ năm bao nhiêu? Xong rồi lý do chia tay? Năm kết hôn vào năm 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? À? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Tàu ạ? À? Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi em lấy chồng và vào trong này. À, lấy chồng là vào trong Vũng Tàu thì chồng chị là người trong này không ạ? Chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp rồi cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này, và sau khi ly hôn thì chồng về một cái làm. Thế ở ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con được nhường lại mấy người con ở. Vâng. Bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị ạ? Nói chung em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc thì nói thôi. Công việc ấy thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt. Mà nếu sinh nở, nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi, không dám sinh nữa. Để đàn ông người biết chia sẻ với phụ nữ là về không có vụ phu cũng từ bà cả được. Rồi. Chị. Về chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á. Để em không cần đẹp trai nữa. Em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi. Tụ thể với nhau về già thôi chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh ấy thì như thế nào ạ? Vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đó. Em cũng không phải là em phân bì này kia nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng có nhiều cái trời đó, em thích trai ở trong này, trong miền Nam đó là được, như là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở ở Sài Gòn miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ?
Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc vào bên đó nữa nhưng mà được. Ấy là em nếu mà ở miền Nam là được, cũng được. Dạ rồi. À, bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Này, đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá nên em mới không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có bay ngược là được. Dạ rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai 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 con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình đúng không ạ? À, hai con nó thì không có biết nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói thế nào không ạ? Dạ thì cũng bảo là mẹ mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ À. đâu. Nên nhiều khi dẫn tôi vui nó nói là mẹ mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, cho Dạ em hỏi vâng, rồi. nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không không có quan trọng là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Tính khoảng 10 hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình được. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt ạ. Còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50, 50 là 45 đó. Từ 45 tính là, cho đến 50 đúng không? Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều.